dấu ấn màn ảnh Việt những năm 2000, tiếp tục những câu chuyện thú vị xung quanh bộ phim truyền hình gây tiếng vang một thời, Mùi Ngò Gai. Ê, phở. Ủa sao hay vậy? Chị bán phở. Thơm quá vậy Nghĩa. Có nước lèo. Nước lèo thơm không? Thơm, thơm thiệt. Phi ơi Phi, anh Bảo về rồi nè Phi. Hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu. Tại sao lúc đó mình cứ sợ mà rõ ràng là trong phim này lúc đó ông Trinh không có mập, mà chồng Trinh đang cứ bị người ta nói như vậy? Cái người tác giả người ta viết cái kịch bản này, người ta đẩy cảm xúc, đẩy tới tận cùng. Những câu chuyện ký ức được kể lại đầy cảm xúc với đầy đủ niềm vui và nỗi buồn. Cùng trở lại với MC Đại Nghĩa để theo dõi câu chuyện thật thú vị ngày hôm nay quý vị nhé. Đại Nghĩa xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Vang Bóng Một Thời. Chương trình cho đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Và người bạn đồng hành cùng với Đại Nghĩa ngày hôm nay ở ban bình luận cũng chính là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Mỹ Uyên xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình. Dạ, chị cảm nhận thế nào về chương trình với tuần trước khi mà chị tham gia cùng với em? Cười muốn bể bụng luôn. Thật ra là cái tuổi thanh xuân ai cũng có. Khi gặp lại các bạn trong bộ phim Cổng Mặt Trời thì tự nhiên mình lại trở lại cái tuổi trẻ đó. Thấy các bạn kể lại cái kỷ niệm và các bạn vui vẻ rồi. Lúc đó Tại Nghĩa không nhìn kỹ đâu, chị cười chảy nước mắt luôn á. Cái khoảng thời gian nó cũng dài khi mà xem lại, giống như mình xem lại cả một cái khoảng trời thanh xuân của các đúng bạn. Đúng rồi. Và cũng có mình trong đó nữa. Đúng rồi. Và bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện mà nó tạo cho mình những cảm xúc lắng động. Thực sự em rất là yêu thích cái chương trình này, gợi cho mình cũng như là gợi cho khán giả nhớ về những cái khoảng ký ức nó đẹp đến như thế. Tuần này chúng ta cũng sẽ là chủ đề dấu ấn màn ảnh Việt những năm 2000. Nhất là chị là đi đóng phim. Dạ. Mỹ Uyên cũng là người gắn bó với tất cả các đồng nghiệp tương đối là nhiều qua những bộ phim truyền hình dài tập cũng giống như những bộ phim điện ảnh hay là trên sân khấu. Bây giờ mà nói chủ đề này là Uyên rất là háo hức được gặp lại đồng nghiệp nè, rồi được gợi mở những cái kỷ niệm. Đôi khi có những cái nhiều lúc mình muốn nói ra mà mình nói không được. Bây giờ cái câu chuyện của Vang Bóng Một Thời mọi người nói thì cũng chia sẻ được cái cảm xúc cùng nhau. Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ tự nhiên em cảm thấy hơi đói bụng chị ơi. Bụng chị ơi, đang nói ngon lành tự nhiên đói bụng, hồi nãy em không ăn hả? Không, trời ơi, quay hình này kia cả ngày trời đâu có kịp ăn đâu, cho nên là bây giờ trước khi mà em cho chị biết khách mời bữa nay là ai hoặc là phim gì thì thôi mấy giờ mình ăn trước được. Trời không? Lại quay lại ăn thối kỳ cục, có khán giả đang xem chương trình tự nhiên. Ê, phở. Ủa sao vậy? Chị bán phở. Ủa sao tự nhiên đáp ứng được cho Nghĩa vậy? Trời đất ơi, giống như cầu được ước thấy vậy đó chị. Ủa em xuất sắc, nhưng mà ăn thiệt hả? Thì bây giờ nè, xe phở người ta đã dẫn vô tới tận phim trường rồi. Thì thôi bây giờ mình ăn phở cho người ta vui đi chị. Thôi chị ơi rồi. Cho hai tô chị ơi. Một tô thôi, Uyên đang giảm cân chị ơi. Nói vậy thôi, chứ mình ăn cái đi chị. Nhiều khi ăn xong cái tô phở này á, nó sẽ gợi cho mình rất là nhiều những câu chuyện thú vị liên quan tới cái món ăn này đó. Cái dạ gì? Mời chị ăn phở. Dạ đó. Tô một thôi hả? Dạ bán đắt lắm hết rồi. À bán đắt lắm hết rồi. Chị nhìn đi, cái tô phở mình nó có gì trọng? Thì có bánh phở. Thì đúng rồi, tô phở đương nhiên mới có bánh phở. Ôi thơm quá vậy Nghĩa. Có nước lèo. Nước lèo thơm không? Thơm, thơm thiệt luôn á Nghĩa. Phải nói rằng cái món phở là một cái món rất là đặc biệt của người Việt Nam luôn. Đúng. Người nước ngoài mà khi du lịch qua Việt Nam là họ phải tìm tới cái món ăn này. Nó gần như là một cái món ăn truyền thống của người Việt mình vậy đó. Là món dân tộc mà mình. Mà để cho cái món phở này á, nó càng dậy hương hơn, nó nồng nàn hơn, cần phải có những loại rau ăn kèm. Rau thơm. Đó, rau quế nè. Rau húng thơm nè. Dạ, rồi gì nữa? Ngò gai. Đó. Hi. Bình thường là chúng ta cầm cái cọng ngò gai mà ăn với những cái món khác á, ăn không á, ăn sống đã ngon rồi, bây giờ bỏ phở là thơm lừng luôn. Rồi bây giờ chị vừa mới nhắc đến một loại rau đang kèm với phở là ngò gai. Vậy thì bây giờ chị đã hiểu ý em chưa? Chị đã biết rằng em đang muốn gợi cho chị biết về một bộ phim gì chưa? Đang nói chương trình chủ đề phim. Ừ. Cái em đòi ăn món phở. Tất cả mọi cái nó đều có lý do hết nha chị. Ê, không lẽ phim Mùi Ngò Gai? Nhớ ra rồi đúng chưa? Không có cái gì mà nó tự nhiên hết trơn á, nó đều có lý do của nó. Đâu phải ngẫu nhiên mà tự nhiên một cái xe phở đâu tràn vô giữa phim trường mình vậy. Rồi đâu phải tự nhiên đâu con bà bán phở bà bưng ra đúng một tô phở để xuống đây cho mình. Rồi đâu phải mà tự nhiên bà bán phở bà đứng đây bà chờ chực mình hoài. Bây giờ nè, thôi mấy bây giờ thôi bà bán phở, gỡ cái nón ra đi để cho mọi người biết mình là ai được không nè. Dạ.
Chào chị. Chào đại nghĩa. Dạ, đó chính là diễn viên Ngọc Trinh. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Ngọc Trinh. Dạ mời chị ngồi, mời chị ngồi. Dạ Nghĩa ơi, Nghĩa nhớ trả tiền hồi nãy Nghĩa ăn, nãy chị đứng hoài là làm gì làm chứ, bán thì phải có người trả tiền chứ. Dạ chị yên tâm, chương trình trả tiền cho chị nguyên một xe luôn chứ không một tô nữa nha chị nha. Không biết nha. Trời ơi con này quá trang khéo không? Tóc tai sụi sơ sát. Không phải, nãy tính làm đẹp lắm, mình nhớ chợt lại là mình đang bán phở mà cho nó có chất tạo tầng. Quá thần nhân vật. Nãy giờ đó là em cũng đang muốn gợi ý cho chị Miu Yên nhớ về một bộ phim đình đám vào những năm 2000. Đó chính là bộ phim Mùi ngò gai. Một món ăn truyền thống của người Việt Nam được đưa lên thành phim. Và trước khi chúng ta có một cái buổi trò chuyện ôn kỷ niệm thì xin phép MC cho Ngọc Trinh đi kẹp cái tóc mình lên chút xíu có được không? Xí nữa, Ngọc Trinh cũng muốn thay cái áo dài nữa. Ủa, thay áo dài nữa chị? Chứ sao, trời, người ta phụ nữ mà, đúng không Quyên? Mình mặc đẹp cũng là một cái cách mình tôn trọng khán giả. Tưởng của mình thay áo dài bán phở chứ. Đúng không? Chị, nghe là chị, không mấy chị thay cái áo dài nào mà nhìn cho giống như cái nhân vật của chị trong phim hồi đó luôn được không? Có. Có luôn hả? Có đem vô rồi đó. Vậy thì còn chờ gì nữa? Thôi, chị ơi, xin phép cho hai đi. Cho cô Vi của Mùi Ngò Gai xuất hiện lại một lần nữa với chúng ta nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nè. Hát gì nữa? Quên đồng nghiệp. Chị tới rồi đây. Trời ơi, như ngày nào. Xin lỗi để cả nhà đợi lâu. Đó, bây giờ mới thấy là hình ảnh của cô Vi đây nè. Áo trắng dễ thương quá, mời chị ngồi nha. Nhưng mà thật ra đó, cái áo dài này không phải là cái áo dài lúc đóng phim đâu. Cái áo dài đóng phim á, lúc đó có cái cổ. Đúng rồi, có cái chân cổ. Nhưng mà giờ mười mấy năm rồi, thời gian nó mất cái cổ. Ủa, mười mấy năm rồi. Nhưng mà mười mấy năm rồi em thấy chị cũng đâu có khác. Cái dáng vóc nó cũng vậy à. Giữ được cái vóc dáng như vậy là hay lắm luôn đó chị ơi. Cảm ơn đại nghĩa khen. Tại vì người ta nói chinh ngõ con đó, hiểu không? Dạ. Như chúng ta cũng đã quen thuộc với hình ảnh của diễn viên Ngọc Trinh, vai Vi trong bộ phim Mùi Ngò Gai. Có thể xem như đây là một cái bộ phim truyền hình đầu tiên mà chúng ta hợp tác cùng với Hàn Quốc, quay ở một cái phim trường mà được dựng lên. Chứ trước đó hầu như là mình chưa có. Mình chỉ đa phần là quay ở những cái cảnh thật, mướn nhà người dân ở đó. Rồi mình quay một tháng, hai tháng. Nhưng mà em nhớ rằng thời điểm này là lần đầu tiên công ty Vifa làm hẳn một cái phim trường, xây dựng lên ở đó như một cái khu phố thật sự. Từng căn nhà, rồi diễn viên á, một ngày là hình như phải lên đó từ sớm lắm phải không chị? Đúng rồi, lúc đó thì không có điều kiện có xe riêng như bây giờ đâu. Cho nên là diễn viên đến công ty, rồi công ty sẽ có một cái chiếc xe là đưa diễn viên đi á. Thì thường thường là 4 giờ sáng là Trinh phải đi đến đó. Kết thúc cái ngày quay thì hên xui, có bữa về cũng sớm, nhưng mà thật ra là sớm thì cũng là 9 giờ tối. Còn có khi mà có những cái cảnh quay khó, hoặc là hôm nào là đạo diễn cảm thấy là mình diễn chưa được hay như thế nào đó, cần phải làm lại đó, 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Nói vậy 2-3 giờ sáng sao mình không ngủ lại phim trường luôn chị? Tại 4 giờ sáng là có mặt ở công ty để đi lên phim trường rồi. Nhưng mà 2-3 giờ sáng mới quay phải xong. Phải chịu, đúng ra là tại vì điều kiện lúc đó cũng chưa nghĩ đến cái chuyện đó. Không nghĩ được đâu, đúng rồi, mười mấy năm trước á, cứ nghĩ như vậy nè, thôi đi làm thì buổi tối là về nhà ngủ cho nó an toàn. Phim trường quay rất là đồng trống á, cũng không có nhà, cho nên cái phim trường á, cảm thấy mình đơn độc lắm, ở một cái nơi mà lạnh lẽo như vậy, thật sự là sợ ma. Bực bội quá luôn á, thiệt tình luôn. Sao đó, mà hẹn có vẻ gì khó chịu nóng ruột vậy chị? Sao vậy? Nóng chứ sao không nóng, tại vì á, trong phim Vi là được tới 2-3 chàng trai theo đuổi mà. Hôm nay hẹn một người là bình thường, đúng không? Vậy bây giờ trong phim là chàng trai nào sẽ đuổi chị, và bây giờ chị hẹn ai tới đây? Bảo ơi! Vi ơi, Vi! Bảo! Vi ơi, Vi, anh Bảo về rồi nè, Vi. Trời ơi. Bảo ơi, vô đây, Bảo, vô đây. Bảo vô đây. Đây. Dạ, chào anh chị. Ủa, dạ. Bảo này tóc lạ quá. Bảo này là Bảo Táp á. Bảo Táp á. Dạ. Bảo Táp mưa xa, tóc trắng phai màu hết trơn, trời rồi. Vi nó chỉ là chờ nhân vật này đó, phải không? Đó, đúng không? Quá chuẩn luôn á. Rồi thôi, đã đến đây rồi thì vô đi. Mời hai người ngồi đây, xuống. Đây, ngồi đây, ngồi đâu không biết. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây đi. Dạ thưa quý vị, hóa ra đây là cái nhân vật mà cô Vi Ngọc Trinh bây giờ chờ đợi. Đó chính là anh Bảo trong phim Mùi Ngò Gai, diễn viên Đình Toàn. Dạ. Bây giờ để cho chị Ngọc Trinh nè với lại Đình Toàn có thể nhớ nhiều hơn về những cái cảm xúc khi mình tham gia cái bộ phim Mùi Ngò Gai, mời hai người sẽ nghe lại một cái bài hát chủ đề của phim nha. Còn nhớ bài hát tên gì không? Lúc đó thật sự cái bài hát này cũng rất nổi tiếng trên truyền hình, và khi cái bài hát này cất lên là người ta báo nhau tới cái giờ phim Mùi Ngò Gai xuất hiện. Nhạc hiệu đấy. Dạ đúng rồi, nó gần như vậy. Toàn biết đó là một cái bài hát viết từ cái lời Hàn Quốc qua nữa. Đúng rồi, tức là một bài nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đúng rồi, bây giờ Đình Toàn hát. Dạ không ạ. Dòng thời gian. Dòng thời gian.
Và khi cái giai điệu này cất lên thì tự nhiên chúng ta sẽ hồi tưởng lại cái khoảng thời gian đó khi chúng ta đắm chìm trong câu chuyện của Mùi Ngò Gai. Nghe bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa, nhạt nhòa những giấc mơ êm, nhạt nhòa những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau, buồn vui hôm qua như giá tim tôi khiến tôi mơ, vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày đi qua giờ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa. Người ơi, về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, tôi về đâu. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau, buồn vui hôm qua như giá tim tôi khiến tôi mơ, vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày đi qua giờ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa. Người ơi, về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu. Dòng thời gian trôi qua cố xóa hết bao niềm đau, đôi cô đơn dâng lên khóe mặt khuyên cho lệ tuôn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hạnh phúc cứ mãi trôi xa, giờ tìm đâu thôi. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đó. Ôi ơi,
vậy mà mấy bạn nói là hôm nay chị Xuân kẹt luôn. Trời ơi, trời ơi, ơi. Chào bé Phi. Về đâu? Hay quá. Xin cảm ơn Khắc Minh. Khắc Minh, Khắc Minh. Hồi xưa em có coi phim Mùi Ngồi hay không? Dạ có, em ghiền lắm, em là fan ruột. Em thích ai? Dạ, thật tâm mà nói thì lúc mà em coi cái phim đó đó, cái người làm em cảm động nhiều nhất là chị Vi, chị Ngọc Trinh. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì thực sự ai em cũng ngưỡng mộ hết. Tại vì em ông ước làm sao sau này em có cơ hội được tham gia chung cái dự án nào đó với tất cả các anh chị như cũng Má Xuân. Nhưng mà hên quá, con được tham gia hết rồi. Được tham gia chung với Má Xuân, với chị Trinh, với anh Toàn, với anh Nghĩa và với chị Miên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người là thanh xuân của Minh và là cái động lực để cho Minh tiếp bước con đường nghệ thuật. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn các cảm mình. Thưa quý vị, người mà vừa xuất hiện rất là bất ngờ đó cũng chính là diễn viên đã thủ vai mẹ của Vi trong phim Mùi Ngòi Gai, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Vui quá. Dạ, mời chị mời ngồi chị. Cái vấn đề là tụi em bị gạt nè. Đúng rồi, tổn thương lắm đó nha. Lần trước mình coi Có Mặt Trời hả? Trời lên một nùi bạn bè 4-5 người cái mới. Ủa sao giờ trên ơi, có em với chị rất có hai đứa ngồi vậy? Rất nhiều bạn bè với chung từ ghê một nùi. Tức á. Chị Xuân biết cái đó mở ra em nói ủa thế bài hát là đẩy cảnh gì ra trời, cuối cùng không đẩy gì ra hết, tự chị bước ra. Tổ chức người ta làm cho hai bạn bất ngờ mà. Phát hiện ra là hai chúng ta bị lừa. Mà hai bạn á quên một điều là tôi có đóng phim Mùi Ngòi Gai. Đó đó, đang nhắc nè. Biết sao 2006 một cái phim mà nó quy tụ quá trời diễn viên luôn. Đây nè, Mỹ Quyên nè, rồi Bảo Châu nè, rồi anh Minh Hoàng. Anh Minh Hoàng, rồi anh Việt Anh, rồi anh Thành Lộc. Chị Thanh rồi, Thủy. Kể như là cái lớp bạn của Vi đó. Dạ. Là Toàn nè, rồi Tấn Bèo. Lê Khánh nữa. Lê Khánh, Lê Thanh Thảo, Hòa Hiệp, Lương Giang Thành, Kim Hiền. Kim Hiền. Mà biết sao mà tôi nhớ Mỹ Quyên không? Tại vì cái cảnh Mỹ Quyên tới chơi với Bảo Châu ở trong cái căn nhà ở Canterview giờ đó. Dạ. Là cái cảnh đó là chị Xuân phải ngồi sơn móng chân cho cổ. Chị đi làm người ở nha em. Làm người ở, trời ơi, ngồi sơn móng chân cho cổ tôi chút từ chút vậy nè. Dạ. 106 tập. Bây giờ để chị nói xấu Đình Toàn em. Dạ, mà chị phải nói xấu Đình Toàn đâu có vậy cho mọi vậy? Người. Nghĩa là tôi có một cái cục cưng vậy thôi hà. Mà lúc 11 tập đầu là ở trong nhà tranh. Dạ, ha, dạ. Ở nhà tranh. Nó nở nào mà nó cứ xách xe đạp qua nhà con tôi. Cứ em Vi ơi, em Vi à. Mà đứng ngoài cổng nó kêu hoài. Dễ sợ dạ. Mối tình đầu của Vi đó. Dạ, dạ. Thôi bây giờ thế này, để mọi người có thể nhớ rõ hơn cũng như là để cho khán giả có thể nhớ nhiều hơn về bộ phim thì chúng ta hãy xem lại một số hình ảnh trong bộ phim Mùi Ngòi Gai nha. Mùi Ngòi Gai là một bộ phim truyền hình Việt Nam phát sóng vào năm 2006, một trong những dự án hợp tác Việt Hàn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Đây được xem là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên khai thác sâu về đề tài ẩm thực truyền thống Việt Nam, cụ thể là món phở. Câu chuyện thú vị về món phở của Mùi Ngòi Gai lập tức gây được tiếng vang lớn khi quy tụ dàn diễn viên thực lực nhất thời điểm bấy giờ như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh, Hồng Ánh, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lê Khánh, Lương Thế Thành, Lý Thanh Thảo, diễn viên Đình Toàn, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, Angela Phương Trinh. Đặc biệt, với ekip viết kịch bản Việt Hàn luôn cố gắng quan sát, ghi chép để sáng tạo kịch bản Mùi Ngòi Gai hoàn tất theo tiêu chí công nghệ truyền hình Hàn Quốc nhưng thể hiện đời sống tinh thần người Việt Nam. Cùng với việc xây dựng một phim trường riêng phục vụ cho việc ghi hình, càng khẳng định Mùi Ngòi Gai là một trong những phim có sự đầu tư nghiêm túc tạo nên dấu ấn trong phim truyền hình mà đến tận bây giờ khán giả vẫn còn nhắc nhớ. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà chúng ta xây dựng hẳn cả một phim trường để mọi người có thể quay phim ở đó mà không có sợ bị ảnh hưởng tới những hoàn cảnh xung quanh chi phối. Cái duyên nào để đưa chị đến với vai Vi trong bộ phim này? Trinh cũng có may mắn á, tại vì trước khi vai Vi á thì Trinh cũng biết được cái ekip Hàn Quốc cũng có duyên với chị Kim Xuân, cũng làm chung với Trinh luôn cái dự án Thiết Cơm Lãng Hoa Tình Lãng Yêu. Hoa Tình, Lãng Hoa Tình Yêu. Hai chị em làm chung với ekip Hàn Quốc là đã quen rồi và đã biết là sắp tới công ty ở bên Hàn sẽ một lần nữa kết hợp với đài truyền hình sẽ làm một bộ phim, nhưng mà lần này không có làm thể loại sitcom nữa mà làm là phim truyền hình. Bây giờ mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng xem lại hình ảnh của cô Vi với phần diễn xuất của nghệ sĩ Ngọc Trinh trong phim Mùi Ngòi Gai. Leo lên, trễ giờ rồi. Em đi bộ được rồi. Nè, lần thường cái kiểu đó là anh cũng trễ luôn đó nha. Đúng ra đó là em không có đi xe của anh đâu, mà tại vì sợ anh bị trễ giờ đó cho nên em mới đi xe của anh. Rõ chưa? Sau này mà được học ở trên thành phố, hè con sẽ về thăm mẹ.
Thôi học đi nghe. Sẽ có người tới đón con liền. Con đi liền. Đi liền. Ba con mà biết được thì ông ấy sẽ giữ con ở lại cái chốn này. Mà bây giờ thì ông ấy cũng không còn là ba của con nữa. Mẹ, con không đi đâu mẹ. Con ở đây với mẹ. Con là con của mẹ mà. Mẹ, con là con mẹ mà. Con đi đây. Con sẽ không về nữa đâu. Không bao giờ. Mẹ đừng có làm việc nhiều quá. Mẹ ráng đừng để bị bệnh. Trời, dễ thương quá. Nhìn lại hình ảnh dễ thương dễ sợ. Có một cái điều em muốn hỏi chị Trinh nè, cũng như là rất là nhiều khán giả thắc mắc, là bởi vì trước đó thì chị Trinh quen thuộc với hình ảnh là một diễn viên hài. Đúng rồi. Đi diễn sân khấu tấu hài bao nhiêu lâu rồi. Rồi ngay cả những vở diễn trên sân khấu cũng là những vai diễn hài luôn. Hầu như ít có vai nào mà vai bi lắm. Nhưng mà khi chị nhận cái vai này là một cái vai nó có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng mà bi nhiều hơn hài. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy khóc quá rồi khóc luôn à. Dạ. Hài bên đây lo giùm. Khóc quá rồi khóc luôn. Nghĩa chị lại thấy vậy nè. Chọn Trinh là trong cái bi của Trinh, nhưng mà cái lạc quan, cái giọng của Trinh rất là lạc quan. Đó, thành ra thí dụ cái tình huống nó buồn, câu chuyện nó buồn, nhưng mà ở cái cô bé Vi tự nhiên người ta có cảm giác là cái tương lai nó sẽ sáng. Ví dụ nếu như bây giờ thì cái việc mà diễn bi hay hài với chị Trinh nó không phải là vấn đề, bởi vì đã quá dày dặn kinh nghiệm rồi. Nhưng mà vào những cái thời điểm đó thì đã quen diễn hài, mình tung hứng với nhau trên sân khấu rồi sáng tạo. Vậy mà khi vào một cái vai như thế này á, nhiều tâm trạng và số phận như thế, thì lúc đó với chị nó có khó khăn không? Cảm ơn những cái vai hài ngay từ ngày Trinh mới ra trường. Nhờ những cái vai hài mà Trinh nuôi sống bản thân, chăm sóc được cho những người thân của Trinh. Cho đến khi mà Trinh gặp Mùi Ngò Gai, vai Vi, Trinh cast là Trinh xin cast hai vai, chứ Trinh không dám cast vai Vi đâu. Tại vì Trinh sợ là nhiều khi ảnh nhìn mình không nghiêm túc. Thế kỳ đó, không, tâm lý thiệt á, giữ nghề. Tại vì Trinh cứ nghĩ là thật sự là đâu có biết kịch bản vai, chỉ biết là đây là một cô bé có số phận. Nhưng mà sợ lỡ mình lên cái mình làm gì mà ảnh cười, là mình không nghiêm túc. Cho nên Trinh nói là thôi bây giờ mình xin cast hai vai đi, một vai chính, một vai của Lý Thanh Thảo. Đến khi mà Trinh được cái vai cô Vi á, hạnh phúc lắm. Và Trinh nói với bản thân mình là đây là một cái cuộc chinh phục. Mà trước tiên chinh phục Trinh trước. Trinh làm như thế nào đó mà với cô Vi khán giả sẽ cảm thấy là Trinh biết diễn, diễn bi. Một diễn viên thì rất cần cái sự đa dạng. Và Trinh nghĩ là vai Vi là hoàn toàn có rất là nhiều cơ hội cho Ngọc Trinh thể hiện cái sự đam mê của mình. Sau đó thì nói chung là đó là một cái ngày mà Ngọc Trinh cảm thấy cho đến bây giờ, một cái ngày rất là đẹp, một cái ngày rất là vui đối với sự nghiệp của Ngọc Trinh, là được gọi điện thoại và nói lại chúc mừng bạn khi mà chúng tôi đã chọn bạn vào cái vai Vi của bộ phim Mùi Ngò Gai. Và kể từ đó là cái tên của diễn viên Ngọc Trinh lại gắn liền với vai cô Vi đến tận ngày hôm nay luôn. Còn với Toàn thì sao? Phim Mùi Ngò Gai là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Toàn đóng. Trước đó thì em có rất nhiều lời mời tham gia phim truyền hình, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ quá, mười mấy năm trước mình cũng ngại là bây giờ nếu mình đi ra ngoài thì như thế nào. Rồi mình chỉ quen là làm ở sân khấu có các anh chị thôi, thì mình đi ra mình đóng phim đi làm sao, rồi đi xa làm sao, rồi có quen không, có bị ăn hiếp không. Dạ không, lúc đó em hiền. Bé bỏng ha. Em hiền lắm chị, em mong manh lắm, cho nên là em thường từ chối, em không có làm. Nhưng mà khi tới bộ phim Mùi Ngò Gai thì lúc đó mình biết là hầu như là toàn bộ sân khấu Edicap đều có, là chị Kim Xuân nè, anh Thành Lộc, chị Thanh Thủy, chị Hương Giang, chị Ngọc Trinh, Lê Khánh, Lương Thế Thành. Rồi thậm chí có những cái vai nhỏ nhỏ, dù nãy em thấy chiếu cái đoạn nào có cái vai chị Kim Ngọc. Thì mình nói trời ơi, cả nhà được đi đóng rồi, tức là người quen rồi. Cho nên là ta mới mạnh dạn mình nhận lời để mà đóng phim đó, bởi vì mình biết các cả nhà đi thì mình đi theo, có các anh chị thì mình cũng đỡ vui ha, đỡ sợ. Đỡ sợ, lúc đó mình chưa biết vui hay không nữa, thấy đỡ sợ thôi. Nhưng mà thật ra là cái vai của toàn ekip Hàn Quốc họ cũng đi đến sân khấu
và họ xem những cái vở của mình diễn. Thôi, xem tất cả. Dạ, xem những tất cả cái vở có mình diễn xong để họ chấm cái anh này vào cái vai đó. Rồi xong rồi Toàn vẫn phải đi lên công ty và nói chuyện cast với đó, người ta. Để cuối cùng Toàn được chọn vai Bảo. Và vai Bảo cũng là một cái vai rất là ấn tượng. Nhưng mà sau này như là cái vai Bảo là đóng cặp với lại Sanali Lê Khánh đúng không? Tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe và thật ra Bảo với Sanali cũng trở thành một cái cặp đôi được mọi người rất yêu thích. Ấn tượng. Lúc bây giờ lúc đầu thì yêu Vi bằng tình yêu mãnh liệt mà cuối cùng cái chị kia chỉ mãnh liệt hơn. Với Sanali là ghét của nào trời trao của đó. Dạ đúng rồi đó. Cuối cùng là hai người đến với nhau và có một đứa con. Và cái em bé mà đóng đứa con của Toàn với Lê Khánh trong đó cũng là cháu ruột của Toàn luôn. Và bây giờ thì mời Toàn nha, hãy xem lại hình ảnh của chính mình trong bộ phim Mùi Ngòi Gai. Con dâu của má mình đẹp dễ sợ đó. Ủa, ngày mai là sinh nhật của Vi rồi. Chết cha. Thiệt ra tao đã hoạch định kế hoạch cho cuộc đời tao á trong vòng 10 năm tới rồi đó. Mày lo tới vậy à? Tao biết không, tao sẽ học nghề sửa xe. Được. Rồi để dành tiền. Cái chờ 3-4 năm gì đó. Vi tốt nghiệp xong hai đứa tao lấy nhau. Trời ơi, vậy đó. Mày tính kỹ vậy đó à? Mày thương em gái tao thiệt hả? Tao nói cho mày nghe, ngày mà tao bỏ Vi cũng là ngày tao chết. Mày biết vậy đi. Trời, mày đừng có cản tao. Bữa nay tao sẽ uống cho chết luôn. Được rồi, mày uống cho chết luôn đi. Tao cũng không có hơi sức cản mày đâu. Giới thiệu luôn. Dễ thương ha. Cái thời đó đúng là cái mặt non xèo còn trẻ măng à. Mình chỉ biết trước cái sườn vậy thôi, chứ mình đi quay mình không nhận được hết kịch bản. Bởi vì người ta vừa viết vừa quay, vừa viết vừa quay theo một cái công nghệ của Hàn Quốc. Thì cho nên á, lúc đầu thì Toàn biết là tức là sẽ rất yêu Vi, yêu bằng tất cả tấm lòng luôn. Rồi sau đó tới khi gặp Sanali thì thật ra cái câu chuyện của Bảo lúc đó nó lại qua một cái bước ngoặt khác. Và mọi người lại yêu thích cái cặp anh Bảo rất lờ khờ về giới Sanali hơn là hai anh em trở thành một cái cặp ăn ý và được mọi người yêu thích. Và Tài cũng biết là vì khi phát sóng ra, khán giả lại yêu thích cái cặp này và họ mong muốn cái cặp này nó lại đi tiếp những cái câu chuyện nữa. Thì cái kịch bản người ta lại viết đổ về cho cái cặp của Sanali với Bảo và nó thành một cái cặp em thấy giống như là trời ơi đất hỡi vậy đó. Nhưng mà cũng may là lúc đó là Lê Khánh diễn cái đó rất dễ thương. Trời ơi, em mới nó vô duyên mà nó vô duyên mà nó hài á. Nó vô duyên mà có rất có duyên. Vô duyên mà nó rất có duyên. Tiếp về lúc nào nó cũng làm mặt bài đập lè đập lẹt. Em muốn hỏi chị Kim Xuân một chút à, tại vì thời điểm đó thì chị Xuân đã là một tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật rồi. Cái việc mà chị đến với cái vai diễn này có lẽ cũng không có phải có nhiều điều quá khó khăn phải không ạ? Và thì trong suốt quá trình làm phim á, chị có những cái kỷ niệm nào đặc biệt chị có thể chia sẻ lại với quý vị khán giả được không? Lần đầu tiên chị Xuân làm với một cái ekip mà chị nhớ 10 cái tập đầu á, hầu như toàn bộ là ekip kỹ thuật là người Hàn Quốc. Make up luôn. Hóa trang, từ ánh sáng, rồi quay phim, rồi đạo diễn. Thật ra cái phim này vai bà Thanh đầu tiên là không phải của chị, mà là của Mai Hoa. Đó, Mai Hoa với anh Việt Anh, hai người đó là quay trailer, quay thế này kia. Nhưng mà sau đó điều kiện gia đình thì Mai Hoa phải đi xa. Chị Quỳnh Thanh Diệu chỉ mời Xuân vô cái vai đó. Khi chị Xuân nhận cái vai đó thì chị thấy cái kịch bản nó quá hay, nó phong phú. Mà sao cái cuộc đời của chị trong phim nó càng lúc càng khổ. Ở dưới quê thì mần ruộng, mà lên đây thì mần mướn. Rồi hai mẹ con nó cứ khổ lây với nhau á. Mà tưởng khổ đó làm gì để nuôi ông chồng nghiện rượu vậy thôi đó. Mình xem lại hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân trong phim này nha. Mình đừng nói cho ba biết. Hả? Tại sao vậy? Nếu mà đậu á thì mình sẽ làm cho ba bất ngờ hơn. Tạm thời bây giờ mình giấu ba nghe con. Hèn chi cứ tìm đủ mọi cách để giữ công Vi ở nhà. Đồ hèn mà. Khốn nạn. Đã nói bây giờ con không phải là con của mẹ nữa. Không nghe lời hả? Con không tin. Mẹ là mẹ của con mà. Con là con của mẹ.
Tại sao mẹ nói mẹ không phải là mẹ của con? Mẹ ơi, đi lẹ đi. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con. Đây là một trong những phân đoạn mà xúc động nhất. Khi mà em ở nhà em mở TV xem thì em cũng khóc, khóc rất là nhiều cảnh này. Tại vì bản thân Mỹ Uyên thì cũng xa mẹ, mẹ cũng mất lâu. Cho nên tự nhiên thấy thương cô bé Vi này kinh khủng luôn. Nhớ lý lịch của Vi là mẹ sanh xong rồi mẹ bỏ lại mất. Rồi xong chị Xuân nuôi. Thì tự nhiên thấy thương cái nhân vật Vi. Mà chị Xuân lại là một cái người mẹ rất là cao thượng. Mà một người mẹ bao la, một tấm lòng nuôi con của người ta. Nuôi nấng thương yêu bảo bọc, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhân vật chị Xuân quá đẹp. Mà đúng là chị Xuân nói cứ thích vai này mà không hiểu sao cái vai nó cứ vận vào cái hai mẹ con khổ. Cuộc đời con bé này khi nào nó sáng đi. Tại vì kịch bản của Hàn Quốc á, là họ đã có sẵn cái đường dây rồi, lý lịch kể chuyện rồi. Nhưng khi họ làm họ còn phát triển theo tâm lý, tình cảm người xem nữa. Kể cả chị Ngọc Trinh ngồi xem lại cái đoạn diễn này của hai mẹ con cách đây mười mấy năm mà cũng còn rơi nước mắt nữa hả chị? Đúng là hôm nay mới xem lại á, thì có cảm giác như là cái cảm xúc, đúng không chị Xuân? Nó cứ tràn về, hình như là hai chị em vừa mới quay xong vậy đó. Tập 10 nó kinh khủng lắm. Buổi đúng sáng nha. Là tìm cách không nhận để đuổi nó đi. Thì nó vừa đi xong là ở nhà ông Việt Anh ông đốt nhà. Trời ơi. Mà đốt là để là kể như hủy luôn cái nhà đó. Mà dâu rồi đâu? Mà dâu con Việt ở đâu? Tôi không biết. Nó đi rồi. Bà điên à, nó là tạo ra cho tôi biết như bà bao nhiêu tiền đó là tiền nuôi sống cả gia đình này. Tại sao ông ký cái tờ cam kết hủy hoại này? Tại sao ông làm điều này? Ông có phải là con người được không? Ông không chết. Trời ơi, trời ơi. Ông điên. Mày. Ông. Trời. Ôi đi. Tôi mà chạy rồi. Tôi ông điên rồi. Trời ơi. Tôi chạy rồi. Ai cứu vậy? Con của cái nhà này, đây cũng là chứng cứ, cũng chỉ là cái túi tiền ở trong nhà này. Nhìn cho kỹ. Nổi da gà chân. Nó kinh khủng lắm. Tại vì cái hoàn cảnh của nhân vật, nhiều thứ nó đưa đẩy. Rồi cái cảnh mà đốt nhà mà Vi sau này coi lại mà Vi nó đứng xa xa, mà nó quay lại nó nhìn cái nhà mà cháy rụi rồi, không biết mẹ mình sống ra sao, rồi hai người em mình sẽ như thế nào. Đúng là Quyên nói, cái người tác giả người ta viết cái kịch bản này, người ta đẩy cảm xúc, đẩy tới tận cùng. Thêm một cái áp lực cho hai mẹ con chị Xuân với Trinh là tất nhiên là cái nhà giả để cho anh Việt Anh đốt. Nhưng mà đốt rồi hai diễn viên không có được diễn sai, tại vì đốt rồi không có cái nhà khác thứ hai để quay nữa. Cho nên phải hoàn toàn chính xác và phải tập trung rất là cao độ. Dễ sợ. Cho nên là khủng khiếp lắm. Trinh không bao giờ quên cái hình ảnh là khi Trinh vừa đi ra một cái ở đây anh Việt Anh coi như là tưới xăng vô một cái là chị Xuân nhảy
nhảy từ đó ra, người nghệ sĩ phải có một cái sự tập trung rất là cao độ, tại vì nó nguy hiểm nữa, đúng không? Chị Xuân là phụ nữ chứ đâu phải là cascader đâu. Rất là đẹp, những cái hình ảnh nó đậm lại mình hoài. Có một cái cảnh, tức là ngoài cái lửa mà rưới xăng lên trên bàn á, là em biết là ông sẽ cho những cái vật dụng khác trước máy quay phim luôn. Ông đốt để cho cái lửa nó bừng lên, mình cảm giác xung quanh mình là lửa không nghĩa. Trong gỗ cũng vậy, ông rưới xăng lên trên mấy cái cột nhà ông đốt á, mình đứng mà mình run á. Đó, mà đó, cái cảm giác đó nó thật sự thật, nó rất là thật luôn. Mình vừa diễn nhưng mà thật ra là mình đang cũng cẩn thận, không thôi mình sẽ bị nguy hiểm. Cái thật với cái giả lúc đó nó hoàn toàn là nó gần lắm. Cảm xúc nhiều. Ồ, có nghĩa vừa diễn mà mình đó, trời cái gì vậy? Coi á thì khán giả nói ô diễn viên này diễn hay quá. Thật ra là cảm xúc thiệt không, nó sợ thiệt không. Tại vì chỉ cần một tích tắc mà hai diễn viên hay mẹ con mà phối hợp không ăn là ý không là ăn ý sẽ bị phỏng ngay. Trong cái quá trình mà chị làm phim đó thì hình như được biết là sức khỏe của chị nó cũng không ổn định phải không? Đau thì dạ giống... dày đó phải không? Đúng rồi, phim Mùi Ngò Gai là một trong những bộ phim mà dài tập ở Việt Nam của mình. Hồi nào giờ mình quen quay những cái phim ngắn rồi đi về. Được nghỉ ngơi. Đâu có quay phim dài như vậy. Và cái vai Trinh là vai chính, hầu như là không có phân đoạn nào mà được nghỉ hết. Mỗi ngày mỗi làm thì một ngày không sao, một tháng không sao mà mấy tháng. Mà phim thì đạo diễn quay rất là o bế khung hình, cho nên thật sự là cực. Thì hình như là mỗi ngày bắt đầu sức khỏe trên nó bắt đầu đuối. Lỗi một phần cũng Ngọc Trinh nữa, sợ mập. Giống như là bây giờ mình ăn nhiều quá là mình sẽ bị mập á, xấu, ai cũng nói như vậy á, cho nên Trinh cũng bị áp lực cái câu đó, cái Trinh không dám ăn. Mà làm việc nhiều mà không chịu ăn thì bắt đầu nó bị đau bao tử. Thì mới ban đầu thì Trinh cứ nói là chắc không sao đâu, sốt ruột vậy thôi rồi cũng bỏ qua. Rồi cũng không có nhu cầu là đi mua thuốc uống, tại vì hồi đó cũng quá nhỏ, cho nên không biết là mình bị đau bao tử là như thế nào, chỉ biết khó chịu rồi thôi, cứ qua. Mà Trinh nhớ là những cái tập mà trước khi mà Trinh xin nghỉ luôn để đi nhập viện á, máy quay là cứ đặt là Trinh sẽ diễn, nhưng mà máy quay mà chỉ cần đưa qua chị Xuân hay đưa qua Đình Toàn là ở đây là Trinh ói, không chịu nổi nữa thì đoàn phim mới đưa vô bệnh viện. Trinh nhớ là bệnh viện Bình Dân á, thì đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói là xong để dài tập nữa hả, đưa vô. Là một cái lời, thật ra là đó là cái sự la của bác sĩ, giống như giận quá rồi bác sĩ nói, mình hiểu cái điều đó. Hên á, chứ không thôi là trễ chút xíu nữa là bác sĩ không đảm bảo. Yeah. Mùi Ngò Gai cho Ngọc Trinh rất nhiều kỷ niệm, có những ngày Ngọc Trinh cảm thấy mình được bay lên trời, được một cái vai mà mình mơ ước. Nhưng mà có những cái ngày mà Ngọc Trinh cảm thấy mình rớt xuống địa ngục. Đó là một cái ngày mà bác sĩ nói với Trinh là bây giờ em chọn đi. Mà mặt bác sĩ rất là căng thẳng ha, mà nói rất chậm chạp, Trinh không bao giờ quên cái mặt của bác sĩ lúc đó. Một là em có thể tự nhiên đi về quay tiếp phim, còn hai là em phải ở bệnh viện 3 tháng. Anh khẳng định với em luôn là cái bao tử em rất nặng rồi đó nha. Mà em để lâu quá nó qua ung thư trong đó. Nội soi là thấy nó tùm lum vì em để quá lâu. Trời ơi, mà bây giờ phim thì đang quay. Thôi, Trinh... Tâm lý lúc đó là khủng hoảng. Đúng rồi. Xách lên phim trường quay, quay xong rồi thả là ói. Thả ra là ói, bắt buộc phải đưa nhập viện. Chị lì lắm á, có nghĩa là tập 50 mấy là đã có dấu hiệu Trinh ói rồi. Mà phải chi ói lúc đó. Thôi chịu đi vô bệnh viện đi, thì có thể bác sĩ sẽ cho thuốc, rồi vừa uống vừa làm cũng được. Nhưng mà Trinh cứ nghĩ là một phần tự tin là không sao, Trinh thấy như mình khỏe mà đâu có bệnh hoạn gì nữa đâu. Đó, rồi cứ nghĩ là không sao, cứ làm đi. Em có chủ quan trong cái thời điểm đó về cái sức khỏe. Thứ nhất là em bỏ ăn, và thứ hai là khi em bệnh thì em lại nói là chuyện nhỏ. Đến khi mà em vô bệnh viện thì bị trễ. Ở cái phim Mùi Ngò Gai đặc biệt vậy nè, giống như là mình đi làm công sở là mỗi ngày phải đi làm, và nhiệm vụ của bạn là phải theo lịch đoàn phim, bởi vì á người ta sẽ trả cái lương tháng cho bạn. Họ làm rất chuyên nghiệp về mọi thứ cho từng diễn viên khi đi đến phim trường. Bởi vì em đi phim thì cũng không có nhiều, em cứ nhớ hoài ngày đầu tiên mình make up, giống như mình cứ quen đi đoàn phim là sẽ cứ make up. Thì em nhớ cái chị make up Hàn Quốc, chị Sơn nhớ, là cổ có một cái bảng màu nền 5-6 màu, cổ sẽ đưa vô cái mặt mình, sẽ coi cái mặt da của mình á nó sẽ đúng với cái tông nào. Giống như khi nãy mọi người coi lúc mà Toàn ở dưới quê thì nó sẽ đánh tối xuống, sẽ lấy cái nền đó cổ pha xong rồi cổ sẽ đánh lên tay cổ. Họ sẽ ghi lại là vai của anh Bảo này, Toàn nhớ cái vai của mình đó là sẽ là cái tông máy và pha với tông máy gì đó, là từ đó là cứ vậy và họ cứ đánh tiếp tới cái tông đó luôn. Với chị gái là em thấy là nè, có một ngày tới cái tự nhiên lôi tụi em ra đo vòng cổ,
đo eo, đo vòng tay, đo chân u nỉ đi chi vậy? Để họ tài trợ những cái đồ mà giống như bông tai hay dây chuyền hay cái gì đó, đem tới một rương gì này dỡ lên, tụi nó dây chuyền bông tai tùm lum tà la chi tiết đến từng cái một. Nhưng mà cái đó mấy người đóng nhà giàu dạ, được hưởng. Em thấy nhà giàu, nhà giàu được hưởng hết á. Em cũng bị bắt ra đó, em hỏi ủa mình đi ủa đo để chi ta, không thì cuối cùng là đo hết những gì ai có thì xài. Cái cường độ làm việc của người ta đó là cái cường độ làm việc của một người phải có sức khỏe thật tốt chứ không có chơi chơi được. Ra bạn này mà cứ ráng mà ráng qua không giống được như là lúc đó là Nghĩa cứ tưởng tượng là chị Trinh là ngựa non mới mà ra trận mà gặp cái trận này nó mãnh liệt quá. Đó, tại vì là trước cái phim này là họ làm cái Lãng Hoa Tình Yêu á Nghĩa, 24 tập. Này là cũng giống như vô trại vậy đó, cũng vô trại từ sáng sớm xong chiều tối về, nhưng mà cái đó cái đường nó ngắn. Dạ, còn cái đường nó dài. Và đó cũng là cái lý do mà chị khép lại cái vai Vi của mình ở cái phần 2 đúng không? Dạ đúng. Sau khi bác sĩ phán một câu như vậy, bác sĩ nói bây giờ có quyền chọn. Một là ở lại để bác sĩ chữa bệnh là 3 tháng, bác sĩ hứa là sẽ dứt điểm luôn. Còn hai thì có thể đi về. Dạ. Thì cái câu nói đó làm cho Ngọc Trinh sợ. Tại vì Ngọc Trinh nghĩ là cái nghề của bác sĩ là chắc chắn là bác sĩ là cứu người chứ không ai đi là hù bệnh nhân đâu. Cho nên là bác sĩ đã nói câu đó. Dạ. Tiếp tục là cái kế hoạch phần 2 gần gần cận cái thời gian đó. Cho nên Trinh phải điều trị. Dạ, yeah, và em đã... Lúc đó em đã gọi điện cho chị Quỳnh Thanh Diệu. Chị Diệu là giám đốc công ty Vifa. Thì Trinh cũng nói là chị ơi, bác sĩ nói như vậy. Thế là vậy là không làm nữa. Dạ, yeah. Lúc đó chắc là một cái sự tiếc nuối rất là lớn với chị đúng không? Nãy Trinh đã nói đó, đó là một cái ngày mà cảm thấy là mình rớt xuống. Rớt cái cảm xúc của mình nó rớt xuống luôn. Không chỉ đơn giản là chỉ là một ngày đó đâu, nó sẽ kéo thêm những cái ngày rất là khủng khiếp. Tại vì cái phim lúc đó quay đang có hiệu ứng rất là tốt. Và khán giả đã có những cái thói quen như là buổi chiều là sẽ coi Mùi Ngò Gai. Mọi người, chị Xuân, Đình Toàn tiếp tục đi quay. Thì lịch quay nó cứ quay cuốn để phát mà. Mà trên gì nằm bệnh viện cứ gì, uống thuốc, chết, cứ nhiêu đó. Thì làm cho Ngọc Trinh cảm thấy là thứ nhất là buồn, mất tự tin. Tự nhiên mình trách bản thân mình khi mình bệnh, mình không đi bệnh viện sớm hơn. Tại sao là mình sợ người ta nói là ăn nhiều quá là sẽ bị mập? Tại sao mình sợ cái câu mập mà mình không chịu ăn? Mập đâu có sao. Giờ Ngọc Trinh cảm thấy nhiều, Trinh thấy ai mập, Trinh thấy mập cũng đẹp. Mập đâu có sao đâu. Tại sao lúc đó mình cứ sợ mà rõ ràng là trong phim thì lúc đó Ngọc Trinh không có mập. Mà Ngọc Trinh đang cứ bị người ta nói như vậy. Cái Ngọc Trinh cứ không dám ăn. Nói chung là những cái ngày đó rất là... Chính bị bệnh luôn á, vì bệnh trầm cảm luôn á. Sau khi hết bao tử thì bắt đầu cứ ngồi một mình, cứ khóc, rơi vô cái trầm cảm. Dạ. Một thì có lẽ ai là diễn viên thì mới hiểu được cái cảm giác này. Dạ. Khi mà mình đã sống với một cái vai diễn trong suốt chừng ấy thời gian, đã gắn bó với nó, có cảm giác cái nhân vật đó là mình cũng là dạ. Nhân vật đó. Thì tự nhiên bây giờ mình bỏ cái nhân vật đó ra, giống như là mình cắt đứt một cái phần cơ thể của mình vậy đó. Nhưng mà cũng may là sau đó thì chị cũng đã khỏe lại. Dạ. Chị cũng đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó để chị có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật với những vai diễn khác, với những tác phẩm khác hơn. Bởi vậy thấy rằng cái phim Mùi Ngò Gai này nó đã mang đến cho rất là nhiều những diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ thời đó như là Đình Toàn hay là chị Ngọc Trinh hay là Lê Khánh, những cái cơ hội rất là lớn trong nghề, những cái bước tiến xa luôn á. Yeah. Trước đó ví dụ các anh chị các bạn cũng đã là những người được khán giả biết đến rồi, nhưng mà kể từ sau Mùi Ngò Gai nó thật sự là một cái bước chuyển mình á, một cái bước đột phá trong sự nghiệp, để đến giờ sau bao nhiêu năm thì người ta vẫn gọi chị Ngọc Trinh là cô Vi. Yeah. Mặc dù chị Trinh chỉ đóng có 2 phần thôi, nhưng mà cái ấn tượng ban đầu của người ta thì chị Ngọc Trinh vẫn là cô Vi thôi. Đó, thì Đình Toàn vẫn là anh Bảo, Lê Khánh vẫn là Sonali. Mặc dù sau này các bạn đã có rất là nhiều những cái vai diễn khác thành công hơn nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ ấn tượng với những cái vai trong Mùi Ngò Gai. Và hôm nay đến với chương trình Vang Bóng Một Thời thì chúng ta đã có cơ hội để ôm lại cùng nhau những cái kỷ niệm của bộ phim này. Như chị Ngọc Trinh chia sẻ thì chúng ta mới thấy để có được một cái vai diễn thì đôi khi người diễn viên không phải chỉ hy sinh về thời gian hay là sức khỏe thôi. Và đó cũng là một cái bài học cho anh chị em chúng ta. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải quý trọng cái sức khỏe của mình. Để còn muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả thì mình phải có sức khỏe trước cái đã. Và trước khi chia tay với khán giả thì em muốn nhờ chị Xuân có đôi điều chia sẻ với mọi người về cái bộ phim này một lần nữa, cũng như là chị có điều gì muốn nhắn gửi với khán giả sau chừng ấy năm với bộ phim Mùi Ngò Gai. Xuân cũng là một trong những người mê Mùi Ngò Gai, cái phim mà mình đã tham gia, và có lẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam có một cái phim dài tập.
Tại sau đó thì còn rất nhiều phim, mấy trăm tập. Nhưng mà Mùi Ngò Gai là cái phim đầu tiên mà nó đem lại cái sự mê man đối với khán giả. Khán giả chờ đợi, khán giả xem và khán giả yêu thương diễn viên trong phim. Xuân cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã dành tình yêu thương đối với phim truyền hình Việt Nam và mong rằng sẽ có rất nhiều những cái bộ phim hay như vậy và chúng ta làm càng ngày nó càng chuyên nghiệp, nó càng đồng bộ hơn để diễn viên vừa có cơ hội để mình có vai hay và phim truyền hình của mình nó cũng sẽ được nhiều người yêu mến. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận Mùi Ngò Gai. Cũng lâu lắm rồi chị Ngọc Kim mới có được một cái dịp nhắc lại cái vai Vi. Cảm ơn những người lớn rất nhiều, những anh chị trong ekip. Cảm ơn đạo diễn phim Mùi Ngò Gai và cảm ơn anh Kim của Ngọc Trinh. Cảm ơn rất nhiều đã cho chị Ngọc Trinh có một cái vai diễn để đời. Cảm ơn khán giả đã luôn nhớ đến Ngọc Trinh qua hình ảnh Mùi Ngò Gai. Dạ, mời Đình Toàn. Cảm ơn ekip của bộ phim Mùi Ngò Gai có thể xem là một trong những bệ phóng để Toàn có thể đến gần với mọi người hơn, đến gần với khán giả hơn. Và trong cái hành trình nghệ thuật của mình có một vai diễn hay có thể ghi dấu ấn. Quan trọng hơn là Toàn thấy ở trong cái hành trình của mình, khi sau này mình đi ra làm nghề, thậm chí làm công tác đạo diễn hoặc làm rất nhiều công tác khác về sân khấu, thì mình biết được cái sự chỉnh chu, cái sự chỉnh chu và chuẩn bị, và mình biết được cái trách nhiệm của người diễn viên. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn cho bạn thì việc bạn diễn dở, bạn diễn sai, đó là lỗi của bạn, và mình phải có trách nhiệm với những cái vai diễn của mình trong những cái tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn Đình Toàn. Khán giả khi xem một bộ phim mà thấy rằng đó là một bộ phim hay, nhất là một bộ phim nói về một cái món ăn truyền thống của người Việt Nam mình. Đúng nữa rồi. Thì nó sẽ có một cái niềm tự hào gì đó trong đó. Rất là hãnh diện. Rất là hãnh diện luôn. Và phải nói là cảm ơn cả ekip đoàn phim, cảm ơn tất cả những người đã tham gia trong bộ phim đó, đã mang đến cho khán giả khoảng thời gian nó đẹp như thế khi thưởng thức bộ phim Mùi Ngò Gai. Để ngày hôm nay khi chúng ta nhắc lại, nó là một cái ký ức đẹp của rất nhiều người mà chúng ta sẽ không thể quên. Cảm ơn cả chị Kim Xuân, chị Ngọc Trinh và Đình Toàn đã đến tham gia Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay. Và bây giờ thì sẽ có vài bó hoa thay cho lời cảm ơn. Yay. Dạ, xin gửi cảm ơn bé Vi. Cảm ơn. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay rất là vui khi mà được chào đón các thành viên trong Mùi Ngò Gai của năm 2006. Và chúc cho tất cả mọi người chúng ta vẫn sẽ luôn được nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho quý vị khán giả nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và đến đây thì chương trình Vang Bóng Một Thời cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ Bảy trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình Vang Bóng Một Thời với chủ đề giai điệu thời gian, tuyệt phẩm bolero, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ danh ca Phương Dung và nữ ca sĩ Tố My để lắng nghe hành trình của họ đã đến với dòng nhạc ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả mộ điệu này như thế nào. Hãy cùng đón xem tập 5 Vang Bóng Một Thời được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2.